Còn bây giờ sẽ là thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Hồng Giao. Miền Tây những ngày qua rất oi nóng. Không biết là đêm nay thì thời tiết có dịu mát để người dân vui chơi lễ không ạ? Dạ vâng, sau một ngày nắng nóng thì đến tối nay trời sẽ tạnh ráo, thoáng mát cho người dân thoải mái vui chơi đó ạ. Dự báo mức nhiệt tại Cần Thơ, Cao Lãnh, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng và các nơi khác của khu vực miền Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng là từ 27 cho đến 29 độ C. Trời có gió, không gian thoáng đãng, mát mẻ. Còn sang đến ngày mai thì nắng lên sớm lại đẩy nhiệt độ tăng nhanh. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc, nắng nóng gay gắt 37-38 độ C. Các nơi còn lại như Tân An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ và các nơi khác vẫn nằm trong ngưỡng nắng nóng 35-36 độ C. Chỉ riêng Phú Quốc là nhiệt độ thấp hơn một chút so với các nơi khác, cao nhất trong ngày khoảng 34 độ C. Và nếu quý vị có kế hoạch du lịch đến Phú Quốc thì du khách đừng quên trải nghiệm bãi biển đẹp nhất hành tinh, đó là bãi Kem, vui chơi ở chợ đêm, vui phết và trải nghiệm các show diễn đẳng cấp quốc tế như là nghệ thuật thể thao mạo hiểm Vòng Xoáy Tình Yêu, chương trình biểu diễn đa phương tiện hàng đầu thế giới Nụ Hôn Của Biển Cả và pháo hoa nghệ thuật hàng đêm. Xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang, dự báo đêm nay và ngày mai đều thuận lợi cho hải trình ra vào các đảo. Trời không mưa, tầm nhìn xa tốt trên 10 km, gió nhẹ, biển êm.